你们文理家了啊，我们的罗对吗？你们到文理家了吗？对吗？在你来到文理家了，听懂了？đến nhà bạn lẹ rồi đúng không? Thế nhưng mà đến nhà bạn lẹ chưa thì sau đây chúng ta sẽ có là lơ ma để chỉ là hỏi là chưa. Chỉ cần ghép đằng sau câu chữ ma và đằng sau câu đấy thôi là ok. Nhì mến tạo vấn lý giá được không? Ừ. Thế bây giờ đến rồi chúng ta trả lời sao? Của mến tạo rồi. Ngờ của mến tạo rồi. Thế chưa đến. Của mến à, của mến mấy giờ tạo. Đúng rồi. Ok, thôi rồi nha. Chúng ta sẽ có tiếp tục là gì đấy? À, tua sọ, tua sọ, sọ này thật ra nó là thành ba rồi ạ. Thế nhưng mà trong cái cụm này chúng ta sẽ bị mất dấu đi, chúng ta đọc nhẹ hơn. Tua sọ, tua sọ, tua sọ, tua sọ. Cả lớp đọc nhá. Tua sọ, tua sọ, tua sọ, tua sọ. Ờ, vậy thì trong chữ cái chữ tua sọ này là gì, là bao nhiêu mà vậy? Trong đó chữ tua này có nghĩa là nhiều, sọ này có nghĩa là ít. À, phân tích ra thì tua là nhiều, sọ là ít. Nhiều và ít, không biết là nhiều hay không biết là ít thì nó là bao nhiêu đây? Đó, tua sọ. Tua sọ là bao nhiêu? Ờ, chứ mình đã làm quen với từ tiền chưa? À rồi, tiền đúng không ạ? Thế thì bao nhiêu tiền chúng ta sẽ gọi là tua sọ tiền. Tua sọ tiền. Đó. Xin hỏi tua sọ tiền. Cả lớp đọc nhá. Xin hỏi tua sọ tiền. Xin hỏi tua sọ tiền. Hay quá. Xin hỏi tua sọ tiền. Xin hỏi tua sọ tiền. Có nghĩa là bao nhiêu tiền đúng không? Mỗi người đọc cho em câu này nào. Xin hỏi tua sọ tiền nào. Mỗi người đọc nào. Đi nữa. Xin hỏi tua sọ tiền. Hay quá. Xin hỏi tua sọ tiền.
OK， 懂。谢谢。不客气，不客客，不客气，不客气，不客气。OK， 懂。俊哥。谢谢。谢谢。谢。谢。谢谢。不。不客气。啊，不客气。不客气。太乖，好喽。谢谢。不客气。不客客。客。把客呀，客客，不客气，不客气。OK， 聪哥，谢谢，不客气。好，不客气，不客气。哎，对 ，OK， 对。要来买呀，谢谢。不客气。啊，好。离合，谢谢你。不客气。哦，郑哥，谢谢你。谢谢你。不。不客气啊，如果要感恩爱听他爱买了啊，不客气哇，好龙，谢谢你，你客气了，哦，很好，豆豆兄哥，谢谢你，不客气啊，谢谢你啊，不客气啊，不客气，哦，谢谢你，不客气啊，小钱，谢谢你，不客气啊，哦 ，OK OK， 豆豆呀，豆豆，那天豆豆不好回电啊，连接出来你该，再见。再见。哦，再见，那就回再见好了。好，到来呀，现在嘞，就可以结束会好题，安排，还拿嘞，把你嘞，打别的嘞，把这边拿来你嘞，再见。再见。再见。再见。啊，再见，你从听众明明在这在那打别的，因为嘛，前面都讲了，它在那很搞乱，怎么样？中途一直在那打来打来，见了吧，兄弟。再见你啦，黑不夹啦，嗯，黑你啊，中国唔讲么够不不的啦，再见，再也不见，如何你来的？再见，再也不见，再见，再也不见也的呀，黑不过来，再也不见也的，红罗。不见了你，没得见了啦！你不见了你，哦，你再也不见了啥？我来不碰到了咯，喏，来我见到来不来碰到了咯，喏，给咱啥嘞？别别，对面，好久哎，哦，再见，再也不见啊！美女，明天晚上再见了啊！别打扰了喏，再见，再见，再见，再见，对，再见，好，再见。再见，再见，再见，再见，再见。OK， 没有，李璐呢？老师再见。哦，老师再见。老师，李璐爱跳，但是我们没有老师在嘞。再见了。哦，老师再见呢，老师再见呢，再见老师了，他明天老师就来了，明天就到。注意，注意个点，鸟鸟，我给点注意鸟鸟来了，忙了一年，再见不得，来了啥？来是的啥？抓来两针，就是留你嘛，忙个点，先飞嘛，包括那个段嘛，搞点大，忙些个图。比如说嘛，小孩子，阿丽的嘛，哎，等会就我上台了，再见，阿丽。对吧？那个冰冰阿丽那个，冰冰阿丽那个，我们当当烧了冰冰阿丽那个，我们那个当烧呢，那个来了当烧，当车费你啦，当面托当烧了冰冰的呀，不注意，提顿再见老师呢，哎呀，老师再见，OK 的，对，老师再见，老师再见，对，对不？朋友们，再见，再见。啊，注意了呀。们đúng không thấm nhiều là gì bạn bè đúng rồi thấm nhiều mất á những người bạn đúng rồi những người bạn ok trời chè là ra đây tạm biệt các bạn đúng không thấm nhiều mất thì nó mang nghĩa rộng hơn mọi người ạ à mình sẽ không nói là nỉ mân trời chè mà mình sẽ nói là thấm nhiều mất trời chè hoặc là cơ hội trời chè à mình không nói là nỉ mân trời chè ha thấm nhiều là bạn bè thấm nhiều mất là các bạn những người bạn nói nghĩa nó rộng hơn đông đông người như thế này có hiểu mình chia sẻ đúng không rồi thì mới nhớ nhá là khi nói chia sẻ thì danh xưng làm sao đặt tên đặt tên đằng trước nhá chia sẻ được.
见咱们店里的小伙伴的。那我们到了，大家再见。再见。老师再见。老师再见。朋友们再见。朋友们再见。OK， 对，再见，我们再见。再见。老师再见。对对对，再见。再见。再见。再见。好，再见。再见。老师再见。师师老师再见。OK， 走。再见，老师再见。OK。再见，朋友们再见。OK， 用的。再见，老师再见。啊，我的嘞。再见，朋友们再见。再见，老师再见。啊，老师再见。OK， 都走。tiếp tục nha mọi người ơi. Rồi thì vừa nãy chúng ta có nhắc đến một cái khái niệm đó là chén đúng không ạ? Rồi vậy thì chén trong Trung Quốc thì chúng ta sẽ người ta lưu hành cái đồng tiền gì đây mọi người ơi? Nhân dân tệ đúng không? Và nhân dân tệ thì chúng ta sẽ đọc là gì đấy? Mon chữ đâu ạ? Ở rấn, mí, bì rồi nhân dân tệ, bì đó là cái chén bì tiền tệ. À, nhân dân tệ, nhân dân tệ thì cái đồng nhân dân tệ nó sẽ có đơn vị là khoai, khoai và thật ra là cái khoai này nó có một cái nghĩa khác với mọi người là chỉ những cái thể loại như là cục này, viên, ví dụ như là cục đá hay là viên đá hay là những cái thể loại khác dạng cục thì nó sẽ dễ bị nhầm. Thì để làm sao mà chúng ta phát âm chúng ta không bị nhầm với những cái thể loại cục đấy thì chúng ta sẽ thêm chữ chén vào đằng sau để nói là tệ trong tiếng Trung nhá. Khoai chén là tệ. Thì đằng trước đấy chúng ta sẽ có số tiền, ví dụ như 15 tệ đi, chúng ta sẽ nói như nào? 15 tệ, 15 là gì? 15 khoai chén. Rồi, 15 khoai chén. Thì cái chữ khoai này là văn là khẩu ngữ nhỏ nhá, mình sẽ dùng từ khoai. Thế còn bạn biết đấy, không biết là người đã ai đi Trung Quốc chưa? Lớp mình có ai đi Trung Quốc chưa? Chưa ạ? Thế có xem cái clip của Trung Quốc không? Ừ, ít sợ đấy. Viết, văn viết thì chúng ta sẽ dùng chữ yến này. Viết thì chúng ta sẽ dùng chữ yến này nhá. Yến. Ừ, chữ yến này là để văn viết. Những cái ở chợ tóc ở Trung Quốc ấy, thì là cứ một sạp hàng như này thì người ta sẽ làm một cái kiểu dạng như một cái bìa. Một cái bìa người ta dựng ở đây là bao nhiêu tệ một cân ở đây, người ta sẽ ghi lên như thế. Thì ghi lên như thế thì người ta sẽ dùng cái chữ yến kia, chứ người ta không dùng cái chữ khoai. Khoai để chỉ nói mồm thôi, văn nói thôi, khẩu ngữ thôi. Còn cái yến kia thì là văn viết nhá. Yến, vậy thì tệ ở trong Trung Quốc mình sẽ có hai cách nói, đó là nói mồm thì mình dùng khoai, khoai chén. Rồi còn viết thì mình sẽ viết chữ yến kia nhá. Rồi nhân dân tệ là gì ở lớp? Rấn mín bì. Rấn mín bì. Rồi mình đi. À rồi mình đi. Thế còn Việt Nam đồng thì chúng ta sẽ có là yuan tuần. Tuần đồng là tuần, dịch sang. À chúng ta sẽ có chữ tuần. Nói đầy đủ thì sẽ là yuan nán tuần. Thế nhưng mà chúng ta nói ngắn gọn thì là sẽ là yuan tuần. À. Yuan tuần. Rồi yuan tuần. Đây đây là Việt Nam chúng ta đây. Yuan tuần. Và đây là tiền. Đây là 100. 100 tệ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có là gì? Trăm. Y phải. À rồi, biết là y phải rồi đúng không? Đây. Y phải. Y phải. Y phải. Là trăm. Y phải như này. Trăm nhá, vậy thì chúng ta sẽ có 100 tệ là đi. Y phải khoai chén. Y phải khoai chén. Rồi các bạn đọc nhá. Khoai. 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 Rấn mín bì, yuê lân, khoai, khoai chén. Rấn mín bì, tốt, yuê lân, tốt lắm. Khoai,
花钱人民币约顿。OK， 这对共的了吧？元。元。啊，这里了元呢？各位，别难懂了，几个了？约顿。啊，别难懂。约顿。都懂，约顿得。人民币。约顿得。人民币。对，得了你。快钱，哥哥要给我枪北来拿。100块钱。哥哥要给，哥哥要枪北来拿呀。我们可以先把上面的块钱出来，看着怎么样。小姐，你好。你好，师傅。你去哪儿？我去人民广场。什么？我去人民广场。好，知道了。人民广场远不远？不远，很近。好嘞，面来着呢。小姐，你好。你好，师傅。你去哪儿？我去人民广场。什么？我去人民广场。好，知道了。人民广场远不远？不远，很近。OK， 走。明天让我把这些勾了电嘛，勾图开呢。一组。小倩。小姐，你好，你好，师傅，师傅，师傅，嗯，小哥，小茹，我去人民广场。你来，我的广场名字。啊，我什么来着了？啊，讲得哟，正好，拜拜，你啥子念的好？什么来着？啊，我打个电话给他，我给你连啊。哥来，哥来的是吧？什么？那个哥，懂吗 ？OK， 哥跟票了，收钱。我去人民广场。啊，不 ，OK， 我去人民广场了。到底啊，广场，认真对方 ，OK， 我接动了，我接听，亮哥。好。知道了。啊，好，知道了，给你来。OK， 好 ，OK， 对方，知道了，你俩。别，对方，啊，知道了，给他别。你懂明白，好 ，OK， 知道了，你懂，你懂的，人民广场远不远？嗯，远啊。广场跟咱们三公。嗯，富哥。不远，很近。啊，很近，你俩。后山那个。真 OK， 好的，朋友，这位小姐想去哪里？这位小姐想去哪里？她去人民广场。啊，去？去想去的呀，想啊，那么想去哪里啊？某地都不空啊，她去哟，去的。人民广场。啊，去人民广场啊，人民广场哦，人民广场远不远？不远，很近。啊，不远，很近，哥哥。人民广场到了。多少钱？29块。谢谢。不客气。再见。再见。人民广场到了。多少钱？29块。谢谢。不客气。
再见。再见。啊，没错。过了天，过了天。啊，过了天，秋前，秋前。人民广场。嗯，你好。到了。人多呀！哎，人民广场到了，明朗，人广场，先生坐位 ，OK， 都去听啦，欢迎，欢迎，多多少？多少？多少？啊，多少钱呀，姐？阿妹姐，你好，这多少？是9块，你来交。
他有没有中国名字？啊，中国名字，他有没有中国名字？龙王爷俩？哎呀，哎呀，哎呀，龙王爷俩？啊，có tên Trung Quốc không đúng không? Bằng cái gì đấy? Ha, có Trung Quốc mình chữ ma đúng không nào? Ok, nên nhỉ mà có Trung Quốc mình chữ ma? Có. À, nên nhỉ mà có mấy có Trung Quốc mình chữ? Có mấy có? Có mấy có Trung Quốc mình chữ?有 ，OK， 你的中国名字是什么？我叫阮金松。啊，阮金松，很好。你的中国名字叫什么？我叫阮思秋。啊，阮思秋，想起两个叫头一样，阮思秋，谁来？过来 ，OK， 来。多多，你们来到海王国海星饭去了啊？这个啥子 ？Gap 对方 ，Gap 对对 ，Gap， 首字很肯定 ，Gap 对。Thể phủ, phủ định được một câu hỏi chính phản là đáp bằng mấy câu chữ ma đúng không? Ok, luyện tập nhé. Nào, bây giờ sửa, chúng ta sẽ đổi đi. Đổi những câu này sang dạng câu hỏi chính phản. Đầu tiên là chúng ta có gì đây? Nǐ shì zhōng guó rén ma. À, thế đổi sang câu chính phản chúng ta sẽ hỏi như nào? Nǐ shì bù shì zhōng guó rén ma. À, đúng rồi, nǐ shì bù shì zhōng guó rén ma. Đúng rồi, đúng rồi, Rèn Miễn Quảng Trọng Yuen, Bù Yuen rồi, câu số 3, câu số 3, Trương Cơ. Trương Cơ làm không? Không, thử. Thử. Vậy chúng ta xem ra đây có động từ đúng không? Động từ chúng ta xem ra động từ thể khẳng định và thể phủ định ghép vào nhau được một câu quả chính phản. Vậy chúng ta sẽ có như nào? Mí yếu mình yên mà. Vậy thì hỏi sang câu quả chính phản, chúng ta sẽ hỏi nào anh? Mí yếu mấy phủ định của yếu là gì? Mấy 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 đấy á, không hề khó cái này rất là dễ đấy nhá. Chúng ta sẽ có là câu hỏi chính phản là gì? Câu hỏi chính phản tức là động từ ở thể khẳng định ghép với cả thể phủ định. Thế bây giờ động từ ở thể khẳng định thì nó là hiểu. Thế phủ định của hiểu thì là mấy hiểu đúng không? Và chúng ta chỉ cần ghép nó cạnh nhau thôi. Đổi sang câu hỏi chính phản thì chúng ta có là ní hiểu mấy hiểu mình thế thôi. Quả cái ma đúng rồi, quả ma đi. Bởi vì là câu hỏi thì gì đấy? Câu hỏi là câu hỏi chính phản thì chúng ta có ma. Thế nhưng mà sang câu hỏi chính phản chúng ta có ma không? Chúng ta không. Đúng rồi, chúng ta sẽ bỏ ma đi và chúng ta dùng câu là gì đấy? Mí dầu mấy dầu mí mí khen đúng rồi. Chỉ đơn giản như thế thôi ạ. Ok. Rồi cách đếm số từ 1 đến 100 thì buổi trước chúng ta đã học chưa hả mọi người? Rồi. Rồi đúng không? 1 đến 100 thì à 1 đến 10 không nói gì rồi nhá. Thế 11 là gì? Tốt rồi, bây giờ thử nhá. Thử với những con số này nhá. Số đầu tiên là gì nữa? 53 ok rồi, nào gì nữa? 42 rồi, ok, cho nhé. 19 đó. 68 nghĩa là viện bảo tàng nhá, viện bảo tàng, cố bảo quản, viện bảo tàng. Rồi, từ này chúng ta làm quen rồi đúng không? Chào sư. Hà Tháo, Hào Sư.
buổi sau thì nói nhá. Coi như là ôn lại bài cũ và luyện tập luôn nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi hết một lượt. Một lần đi nào, chúng ta sẽ có là gì đây? Tiền nhìn. À, tiền nhìn đó, buổi trước chúng ta quen đúng không? Là phim đúng không? Nguyện là viện ha? Giảm chiếu. Ừ, đúng rồi, những cái nơi mà đến chiếu phim ấy. Tiền nhìn, giảm chiếu, giảm chiếu phim. Ok, rồi, tiếp tục. Bỏ này đi. Phan tiền. À, phan tiền. Phan tiền, phan tiền là nhà. Nhà hàng. Nhà hàng, cơm ấy, phan là cơm mà. Tiền là tiệm, tiệm cơm. Nhưng mà dịch tiệm cơm thì nó không hơi thèm. Cái nhà hàng nó xịn sò. Cái chợ. Ờ, chi chả này đáp lại rồi. Dấu lừa chẳng. Đây. Dấu lừa chẳng. Hải Phòng mình xây dấu lừa chẳng ấy, đúng không? Xây khu vui chơi. Khu vui chơi gọi là dấu lừa chẳng. Dấu lừa chẳng. Xây dựng, ha. Ok. Rồi thì cái này cũng tương tự như thế là chúng ta sẽ sẽ thay hai cái địa điểm gạch chân này này mọi người này, hai đi để đó ghép vào thành một cái hội họa của chúng ta. À, đây cả cái chỗ này chúng ta cũng có thể thay này, bao nhiêu tiền chúng ta có thể thay hết, thật chi hay là hấn nhuyễn hay là phù nhuyễn với chi thì đó chúng ta có thể thay hết. À, rồi thì tí nữa để em sẽ gửi lên slide này và mọi người ôn lại nhé, buổi sau chúng ta đến tiếp cả chúng ta luyện tập nhé. Cái biến điệu của y này thì mọi người còn nhớ không? Những điều của y là sao? Y rất là sao đấy? Y rất là ba phải đúng không nào? Y đứng một mình thì nó sẽ là thanh mấy? Thanh một. Ừ, y đứng một mình nó sẽ là thanh một, nhưng nó cộng với thanh bốn thì nó biến thành thanh gì? Thanh hai. Tức là ý đúng không? Nó cộng với thanh còn lại thì nó sẽ biến thành y là thanh bốn đúng không nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ luyện tập nhá. Thế chúng ta là gì đấy? Người nhìn trước đằng sau là thanh mấy đấy? Thanh một. Thanh một thì nó sẽ biến thành thanh gì? Thanh bốn. Thanh bốn và mình sẽ đọc là y bay đúng không? Rồi nó đọc là ha nhỏ y bay cửa lừa. Cô biết cửa lừa là gì? Coca. Coca đúng rồi, cửa lừa là coca. Ha nhỏ y bay cửa lừa nghĩa là anh ấy muốn một cốc coca. Chưa? Y. Rồi câu thứ hai, câu thứ hai y sẽ biến thành gì? Cửa thành mấy? Thành hai. À, cửa thành 4 thì y sẽ biến thành thánh. Thánh 2 và mình đọc là ý cửa, tốt rồi. Nó sẽ có là gì đấy? Bố hải ý cửa miệng báo hải. Câu cuối cùng thành 4 câu cuối cùng, câu cuối cùng thành mấy đấy anh? Thành 2. Thành 2, thế thì y sẽ biến thành mấy anh? Y sẽ biến thành mấy nhỉ? Thánh. Thánh gì? Thanh bố. Đúng rồi, thanh bố thì mình sẽ phải đọc tiền nữa. Y. Y hình đúng không? Đọc cả câu cho em nào. Bố mày y bình. À, nghĩa là y bình là bình nhá. À, bình thì là tôi mua một bình coca đúng không? Hoặc là một chai. À, thì cái này thì chai nó sẽ thuận hơn. Tôi mua một chai coca. Lớp đọc lại nhá. Hai yao y bay của nước. Hai yao y bay cửa lửa. Bố mải ý cửa miền bao. Bố mải ý cửa miền bao. Bố mải ý bình cửa lửa. Bố mải ý bình cửa lửa. Tốt rồi. Chúng ta chỉ ôn lại một chút về phần ngữ điệu thôi. Bài này nghe. Nghe chút nghe thì chán chưa? Để nghe lại nhá, để ngồi tự nghe nhá. Hay là nghe ở đây nào. Hay là ở buổi sau nghe nào. Sao đi. Ok rồi, mọi người về mới ôn lại bài nhá. Ờ, ôn lại bài để sao chúng ta nghe nhá, chúng ta sẽ làm nốt nhá. Thế để đọc lại ô âm. Thế xong rồi chuẩn bị để nghe cái này đấy. Cố gắng là buổi sau thì sẽ nghe đúng được nhiều hơn. Ok, vậy thì bài hôm nay mọi người có chỗ nào khó hiểu không ạ? Ờ, mới hiểu chỗ khó hiểu đúng không? Hiểu lắm. Nhiều lắm á. Nhiều lắm thì không tiện trao đổi ở trên lớp thì có thể phải mong cho em nhé. Yeah.